Ok, xin chào anh em. Rồi, hôm nay chúng ta lại tiếp tục từ trận đua Warhammer Tyrion Legendary Part 2. Đó, sau khi tập trước chúng ta đã diệt được hết những cái bọn tím tím nữa. Chả biết tên của nó là gì nữa. Chúng ta lại tiếp tục. Ok, Tyrion thì tập trước mèo rồi. Quá đen. Quá đen cho đội bắn kem. Bao nhiêu lâu nữa thì chúng ta tuyển lại được Tyrion đây. Chưa được hay sao ấy. Hai tên nữa. Fuck. Rồi, và bây giờ chúng ta tìm tiếp một kẻ thù tiếp theo. Ai sẽ là kẻ thù tiếp theo của chúng ta đây? Ok, có lẽ là bọn Sapphire này sẽ là đối thủ của chúng ta khi chúng ta không có bất kỳ hiệp ước gì với nó. Đó, kẻ thù tiếp theo của chúng ta là sẽ là Sapphire. Rồi bây giờ đến công cuộc xây nhà. Ở thành này chúng ta có một công trình đặc biệt ở đây. Nhưng chúng ta sẽ up cái thành này lên cấp 2 để có thể unlock được slot này, và chúng ta sẽ xây một công trình đặc biệt ở đây. Ở cái Green Thinner Tower này. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ bỏ cái này đi vì chúng ta có chạy lính rồi. Và đây là một thành có bến cảng và có cái rượu, nên phải bỏ này đi để xây rượu. Ok. Và tiếp tục chúng ta sẽ xây quân. Đây có 6 đạo cung rồi đúng không? Bọn nào mạnh hơn đây? Bọn này giáp mạnh hơn này, cung này ngon hơn hẳn này. Đó. Con này sẽ dỡ trại và chúng ta sẽ quay về Rothen. Hoặc là quay về đây để chúng ta đẻ quân. Vì chứ đứng trong đất này chúng ta không đẻ được. Đó, chúng ta sẽ về đây và chúng ta sẽ đẻ quân ở đây. Chờ đạo cung này đi. Đó. Ok. Cái cốt lõi trong cái việc xây dựng trong cái tựa game này là các bạn phải chú ý đến cái tài nguyên đặc biệt. Luôn luôn phải ưu tiên xây những cái công trình tài nguyên đặc biệt. Đó. Mà muối này nó chỉ cộng cho mình muối thôi. Hay công trình này đặc biệt này, nó sẽ cộng cho mình ở cấp 3, nó sẽ cộng cho mình một cái cấp bậc cho đơn vị lính Lothen Seagrass. Đó. Và ở cấp 5 nó sẽ cộng 4 cấp cho đơn vị Lothen Rat khi được sinh ra ở cái tỉnh này. Chắc là ở cái tỉnh này thôi, mình không nghĩ là toàn gia tộc đâu. Toàn faction, nó phải có cái tướng faction Y kia thì mới là toàn faction. Đó. Up cái này lên nó cũng cộng cho mình cái trade, cái giao thương lên 10% trên toàn lãnh thổ. Đó, đây là một công trình rất là quan trọng mà chúng ta phải chiếm lấy cái thành phố này, bởi vì nó là một tỉnh gắn liền với cái Etazigen này. Rồi, nhưng đây là chuyện của tương lai. Rồi, cái này chúng ta vẫn sẽ ưu tiên lấy cái này thôi. Nhưng mà cái này cooldown 14 tinh nữa cơ. Chúng ta sẽ không lấy cái này. Ngoại giao thì chẳng còn gì. Sapphire mình sẽ đánh nó nên mình sẽ không ngoại giao gì với nó hết. Thằng này thì chúng ta sẽ cố giao thương. Không được. Sức mạnh quân sự của mình đang chỉ là 87. Nhưng mà độ uy tín vẫn very high bởi vì mình ngoại giao rất là khéo. Chưa gì với ai cả. Đó. Đây cao thường được với ai cả. Guardian of the Phoenix Crown. Đây và đây đều là những gia tộc mình hào hữu. Lady of Ulfhorn. Ở đây cũng rất là xa. Và nó đang có xu hướng tăng rất chậm. Nên chúng ta sẽ ký một cái hiệp định non này. Đó. Thì nó sẽ tăng lên thành tốc độ cao hơn. Chúng ta phải đảm bảo cái điều đó để chúng ta có thể tấn công được và tấn công Sapphire mà không sợ bị cắn trộm.
Titanoc. Ơ, Titanoc. I'm waiting. Titanoc ở tít đây không sợ. Và cái thằng hình con ngựa này là đâu nhỉ? Đây. Prince of Elfwan. Chúng ta sẽ giao thương với nó xem nào. Phoenix King. And I bid you welcome. I think not. Kẹo đi. Thế thì mình chiến với nó luôn. Rồi, qua lượt thôi. Mình thấy một tướng hay một đạo quân của Sophia ở đâu đó. Ok. Có lẽ mình sẽ ra đây để chiếm lấy cái thành này. All set. Rồi, nghiên cứu tiếp. Chúng ta vừa nghiên cứu tốc độ nạp đạn cho các đội cung thủ của Lothian Seagrass. Và chúng ta sẽ... Đây là cho những cái bọn cấp cung cao hơn. Edgrab và Titanoc. Chắc ông tiêu cái đạo quân cung mới của mình là tên là gì nhỉ? Đạo này là Lightning Archer thôi. Từ đã. Cái đạo Lightning Grass. Đây này, Lothian Seagrass mới là bọn này. Tức là nó tăng tốc độ nạp đạn cho bọn này. Đúng chưa? Lothian Seagrass này. Archer, không có nào tăng cho Archer nhỉ? Như vậy thì cái đạo này... Sao nào? Đạo này rang 165, đạo này rang xa hơn này. Sang bắn xa hơn 180. Nhưng mà đạo này có thể cận chiến được. Khá là đắt. Cứ từ từ rồi, mình chơi bộ binh thế đã. Ô. À, hình như đang cùng tỉnh. Ở đâu, cùng tỉnh chó đâu. Vẫn đang rất thấp chị An, chúng ta up tiếp thành này lên. Ở đây chúng ta sẽ xây cái này, chuẩn luôn. Rồi nghiên cứu. Lothian Seagrass. Up cái này đi. Lothian Seagrass. Spearman. Bọn này là Spearman. Bọn này được búp rất nhiều này. Chứng tỏ bọn này sau mình phải chuyển hết sang bọn này để chơi này. Những cái búp của nó toàn cho bọn này thôi. Nhưng mà hiện tại là hơi đắt. Nên chúng ta cứ kệ thôi. Tyrion sinh ra được chưa? Một tên nữa. Shit. I serve the Phoenix King. Faithful servant. Princess of the Azure. Rồi, qua lần. Bọn này đi đâu đây? Nó lui về đấy. Oh shit, nó chiếm chỗ này của mình rồi. Cái gì đây? Kiểm soát thành này. Rồi, Tyrion có thể sinh ra được rồi. Order must be maintained. Tyrion, heir of Anarion. Primed for action. Protector of the Everqueen. Your word.
Prince of Elfwan. Protector of Elfwan. A foolish suggestion. We go. Con này không có quân. Từ sau mình sẽ đánh nó. Con này có full quân ở đây. Shield against the darkness. I'm ready. Ngoại giao xem nào. Speak. I will receive your petition in the name of the Phoenix King. Certainly not. Ây da. Chưa giao thương được với ai cả mà tiền đã âm rồi. Ready to serve. Cái này đang âm 8 chứ, âm cao thế nhỉ? Tyrion chắc cho về đây. Cái này nó như không có tăng giảm thuế thì phải. Hiện tại là mình đang lấy cái này. Có cái nào tăng trị an không nhỉ? Không có tăng trị an ở đây. Không có tăng trị an ở đây. Bầm 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 bầm. Ok. Có lẽ là qua lượt tiếp thôi. Chẳng có gì cả. Không có gì hết. Qua lượt. Rồi, bọn nó đi khá xa rồi. Cái này sẽ bị... Mình đang bị âm rất nặng về cái này. Nhưng mà trừ 7 điểm đi thì HP sẽ tăng lên 5. Cái này cộng nhưng mà di chuyển sẽ bị trừ 8. Di chuyển trên bản đồ sẽ bị giảm đi. Ok, có lẽ chúng ta sẽ lấy cái này thì hơn. Rồi hiện tại thì di chuyển cũng không nhiều. Where to? Defender of Elfwan. Rồi chúng ta sẽ tuyên chiến bọn này. Ừ, bọn này tuyên chiến khá nhiều nước ấy. Tuyên chiến. Tù. Chiếm. Đó. Rồi chỗ này là có bọn khác. Cứ bình tĩnh. Mình sẽ chơi cung ở đây sẽ một đạo cung hùng mạnh. Rồi đây chúng ta sẽ xây một công trình độc nhưng mà cấp 3 cơ. Ở đây đang trị an bị âm 3. Âm 3 chắc là chúng ta sẽ phải áp tiếp này lên. Tăng trị an nó lên. Vậy là cái này cấp 3 nó cộng cho tiền cha đe. Tiền từ các cảng trên toàn lãnh thổ. Thế thì cái này mình sẽ up một cái gì liên quan đến giao thương đi. Cái gì thì hợp lý nhỉ? Có lẽ chỉ có mỗi cái này. Cái này đi. Còn tiền cơ. 800. Ready for orders. Garrisoning. What news? Bọn này sợ chưa ăn được.
Guardian of the Phoenix Crown. Cái thành này là cũng tương đối quân. Có lẽ đạo này mình sẽ cho hội quân hai đạo đánh thôi, chứ còn đánh bây giờ là hơi khoai. Đây là cái gì? Defender of the Ever Queen. À, cùng kẻ thù như là có thể chỉ bọn nó đánh đều được. Bọn này ở đây đúng không? Ở đây chúng ta sẽ đánh vào đây. Thằng này ở trên này đúng không? Đánh vào đây. Đó. Azure Princess. Hợp lý. Protector of Ulthuan. Behold the majesty of the Phoenix Court. I cannot do this. Misguided. Fuck. Champion of the Ever Queen. Quân lệnh. Rebellion. Nổi loạn. Hổ. Đứa. Đồng minh quân sự. Tiêu diệt bọn Sapphire. Bọn nào đây? Ango là bọn nào? Rồi, tuyệt lắm. Rồi, đạo này sẽ về đây. Chúng ta sẽ diệt bọn phản loạn này. Loạn thần tặc tử này. Quân ở đây cứ an bình bất động nào. À, có bọn mới đây. Có thể giao thương với nó. Ok, tốt. Prince of Ulthuan. Welcome. Time is precious. Unwise. Đó, dương ngay. No, ready to serve. Ở đây là xây một cái tăng trị an 170 chứ đủ. Đấy, cứ kệ đã. Chúng ta sẽ kẹp giò thằng này ở đây trước đã. Thằng quân chủ lực của nó đang tít trên này. Ok, qua luật. I am the heir of Anarion, and I bid you welcome. Zone war again. Now. Đấy là quân của bọn Chaxer này cũng mạnh phết đấy, hai đạo full. Có nổi loạn kìa. Nghiên cứu xong. Tyrion level 6. Ui. Unlikely. Tyrion, heir of Anarion. Protector of the Everqueen. Princess, I like the way. Ever vigilant. Seal. Boy. Oh.
I am ready. Impossible. Fuck. Defender of the Everqueen. Attack! Shield against the darkness. We march. Protector of Ulthua. Okay. Spearman đây cộng 2. Spearman and Archer ulti này đúng cái mình cần. Rồi. Speak. Welcome, fellow Asa. What would you wish to do? Certainly not. I cannot do this. Cường căng thế. We are strong. The reap. Direct me. Pa pa pa. Căng ta, căng ta. Quả lượt. Sons of Elf One, what brings you here? Nó attack. Hiện tại nó đang đánh nhau với hai thằng này. Được. Đằng nào mình cũng đang giao thương với nó. Mục tiêu số 1 của chúng ta ở cái game này nó là diệt bọn Sapphire. Thua rồi. À chiến rồi. Prince of Elfwa. You may approach. Moving out. Dispatch me. Yuri Fair! Champion of the Ever Queen. Guardian of the Phoenix Crown. Tyrion, heir of Anarion. Rồi. Này đi còn cân này. Sunfang hungers! Rồi, đồng minh của chúng ta ở đâu? Toàn bộ ở sau lưng hết à? Heir of Anarion. Quân bọn nó xanh lè này. Eager for battle. It is done. Champion of order. Understood. For duty. Spearman. As you say. Shall
Archers! Bọn này phòng thủ à? À đúng rồi, mà mình đợi bọn tấn công mà. Giáp trụ đẹp vãi. No. Heir of Anarion. Advance. Destroy them. Understood. For Ulthuan. Chó này. Finally. Archers. Fuck you. Oh shit. Tướng ở đâu à? Ulthuan! Lakoi! Acknowledged! Archers! Princess of Ulthuan! Sealed! Spearmen! Understood. To battle. Ancestors, without fail. Princess of Ulthuan. Fuck. It will be done. It shall be done. Your affair. Moving out for Assyrian. Đó, sao bọn này yếu thế? With me. They die. Asa, withdraw. Lính gì yếu thế? Mẹ bọn phản loạn lại mạnh thế. Hơi sai lầm khi để bọn nó tạo phản.
cứ bình tĩnh thôi. Tiếp. Forward, Asa, attack. Loyal, we will obey. Noble lady. Without fail. Spearman. As you say, Oriol! Azul, withdraw! Spearman! Azul Guardian, attack! Back! On the Ever Queen! Archers! Kill them! For our Archers! Draw back! Acknowledge! Can I hear me? Archers! Understood! At your command! Archers! Swiftly! Ancestors! For the king! Forward! Orders received. Battle calls! They're firing on us! Our cause has failed! Archers! Setting for... Sail! Princess of Ulthuan, Charoy. It shall be done for our ancestors. Con chim này có vẻ bắn cung mà giết được nó dễ nhất. Archers, for order. Pull back. Nakoi. For order. It will be done. Understood. Oriol! Draw back! Archers! Azor, withdraw! Aim, release! It shall be! Pull back! For duty! Archers! Draw back! No! Spearmen, to battle! Asa, withdraw! Courage has failed us! As you say. Pull back. Fuck. Fuck. Lethal grace given for. I have shamed the Azor. How can I assist you? Ôi, tướng bị giết à? Time is of the essence. Fuck. Absurd. Defender of the Azor. I serve the Phoenix King. Ôi, giảm thuế ở đây cũng không được. Ôi. Sao chị An trong này nó khó lên thế nhỉ?
Difficult level là cái gì? Difficult level là cái gì? You must restore order. The Asa are troubled. Cày thật. Lại tụt hạng rồi. Is waning. Champion of the Ever Queen. My journey shall continue. Entering the garrison. Garrisoning. Không vào được chưa? I'm listening. Sao quất lại nó nói vậy? Fuck. Greetings. The Phoenix Court will hear your words. A ship. Đồng minh quân sự. Mẹ đánh cái bọn nổi loạn nó mãi chưa xong mà chết thật. Xong rồi đánh thành đấy nhưng mà chưa có. What would you have of me? Can I offer assistance? Princess of Althuan. Giết bọn nó. We have no need for prisoners. They may go. Dude, cái này. The Kadai honor me. Ready. Garrisoning. Let's hear it. Fuck. Princess, taking up residence. Ngựa này. Chắc sẽ cao hơn, speed tăng hơn. Ngựa ấy. The Azure have triumphed. Very well. Không cho lên được nhỉ. Until next time. Your word? Tyrion, heir of Anarion. Từ từ đã. Orders? Difficult River là cái gì nhỉ? We are ill at ease. Kệ cha đi. Rồi mình phải xây một cái gì đó đây. Tăng chị An lên. Được cái này. Tăng cái chị An lên. Thọt lắm. Shield of Alaria. What orders? Defender of the Ever Queen. Welcome. Time is precious, so please. Certainly not. Fuck you. Rồi, chả còn gì nữa, giờ phải qua lượt thôi.
Ôi bọn nào đây? As you say. Không đánh được Sapphire mệt phết đấy. Nổi loạn kìa rồi. AI trong này có vẻ khôn hơn Ambush, bọn nó không ăn thua lắm. Rút. Rút. Mình đang đẻ quân ở đảo đấy, không biết rút thì có bị mất không? Mất 2 điểm cũng được, tạm thời về tránh xung đột. Asur Princess. Lady of Ulfhorn. Garrisoning. Protector of Ulfhorn. Đây, 1500. Oai liền mình đều những lính mình chưa có. Trừ 10 chi phí để Soulmaster Leon mới bao nhiêu mình chưa có bọn này. Lấy cái này đi nhà để mình cộng cái hồi quân. Champion of the Ever Queen. Nhưng mà mất tận 2 cặp tiền. The people are restive. You must restore order. 6. Bring down the canvas. Quá là. Fuck. Chất vật với mấy thằng nổi loạn này. What you stand for? Speak. Được. Thêm bạn bớt thù đi. Bọn này đang đi đánh ai đây? Ui, đại quân của Sapphire về rồi. Chết tôi rồi. My prowess. Cho mày cái thành đấy.
chúng ta sẽ tập trung lên trên này đi. Into position. Loyal servant. Unlikely. Vẫn mình thấy quân nó đây này. Azure Lady. Protector of the Ever Queen. Her servant. At your service. Oh, tỉnh này không có trại lính à? Không có trại lính là không để được lính. Oh shit. Servant of the king. We stand ready for action. Your request? Là còn thế nữa. Phải có chạy lính mới để lính. Fuck. We will endure. Có lẽ chúng ta phải đàm phán với bọn Sophia lại rồi. I'm listening. My guards stand ready. Choose your word. No. Càng ta, bọn đồng minh của mình nó không chịu đánh bọn này. Bọn này nó được bao bọc đẹp quá, nó được bọc sau hẳn dãy núi. Nhưng mà để công vào đây cũng không đơn giản đâu. Đánh thắng trận này là mình thắng được cả cuộc chiến luôn. Còn lại tiếp nào. Đó. Tyrion đến tiếp viện thì không biết còn ăn được bọn nó không nữa. Lâu thế. Shield against the darkness. Attack. Ok. Lần này quân Sun Fang hungers. Chẳng lẽ lại không chơi được mày? Rồi, chúng ta sẽ chơi thế thủ. It shall be done. Acknowledged. Understood. Bọn nó khá là ít cung. What orders? Con tướng này của mình thì tập trung bắn tướng của nó. Bộ binh cận chiến hơi ít. Caroy! At once! Move!
Kandai, hear me! With Kandai! Archers! It shall be done. Princess of Althuan! To battle! Spearmen! We will obey! Moving out! Apace! Quickly now! Orders received! Without fail! Archers! We will obey! We will obey! By Asurion! Ancestors! For Asurion! For our ancestors! Archers! We go! Swiftly! It will be done! For duty! Oriol! Loyal! For duty! Without question! Azor, withdraw! It shall be done! Azor, princess! Archers! Blackhawk! We advance! For duty! Lobin Seagar! As you say! For the king! As you say! For Northern! Loyal! For order! Battle call! They die! Archers! Lobin Seagard! Lao nè, giết được tiểu nó không? Giết hết đi. Their deaths are necessary. We don't need prisoners. Giết nó lấy. Have I honor me? Lady of the Phoenix Court. A worthy ally. Okay. Sẽ lấy tinh thần cho quân đi. Mine! Giết nó. For Asur. Giết. Protector of Ulthuan. Thành này khá nhiều quân đấy. Cũng có một sự. What would you have of me? Asurion guides us. Awaiting orders. Tuần sau thì tình. Victory for Asurion. Ấp thành chính lên. The people are rest.
Saphir này sợ chưa? Chưa sợ. May giỏi, qua lượt. Bọn này nó không còn quân nữa đâu. Mà vấn đề là cái thành mình định đánh sắp tới nó cũng khá là xương sầu. Quân tật tẹo quá. Unhappy. Được, bởi vì cách thành của mình thì An cũng đang cao nên làm thế được. Đánh thử. The cat eye watch over us. Con phượng hơi xương đấy. Asura to battle. Vậy đi. Không nó cứ đẻ quân. For the Ever Queen. Let's hear it. Đặt quá nhỉ. Asura we fight. Princess of Ulthuan. What would you have of me? We stand ready for action. Cái này phải dựng trại thì mới xây được. Cái này là chúng tôi vây phải 6 lượt nó mới bị hao quân. Rally to me, Asur. For Asurion. King and country. Đánh cái thế thủ vẫn dễ hơn. Defender of the Asur. It is our hour of need. Rồi, có lẽ tập này mình sẽ dừng ở đây thôi. Khá là căng thẳng khi chúng ta chưa thể chiếm được cái này, thành này. Nhưng bù lại là chúng ta đã triệt tiêu được coi như là đạo chủ lực của bọn Saphir rồi. Chỉ cần chiếm được cái thành này cái là chúng ta có thể chiếm được một giải ở đây. Có thể sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Một phần là do mình xây lính không khoa học lắm. Ok, không sao cả. Dần dần cũng vẫn có thể kiểm soát được. Rồi, hy vọng anh em thích series này của mình. Hẹn anh em ở những series tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.